Đây là tổ chức coi như là phi chính trị, không có chính trị. Đúng rồi, phi chính trị, một tổ không chức tôn giáo, đa tôn giáo. Không phải là không tôn giáo mà đa tôn giáo. Đa tôn giáo. Tôn giáo nào cũng được. Mà ở khu quảng trường của thành phố Pleiku này thì có những cái vườn hoa rất là sạch sẽ và đẹp ở đây, để mọi người có thể đi tập thể dục và ngồi chơi thoải mái. Mọi người ra đây tập văn nghệ rất là nhiều. Một không gian ở thành phố Pleiku rất là đẹp. Ở đây thì có một nhóm các cô đang dạy văn nghệ hay dạy gì đó cho các em. Mình đang nhắc lại đào tạo và rèn luyện cho các em về cái kỹ năng sống, về cái môi trường, về cách sinh hoạt môi trường bình thường. Mà quá tuyệt vời đúng không? Mà tức là hướng đạo Việt Nam. Là đào tạo cho các em. Tức là đây là chú có cái logo gì đấy. Mọi người đều góp phần vào sự nghiệp phát triển huynh đệ nhất gia 2019. Đấy. Thế là nó không phải là tôn giáo. Không. Đó là nó như kiểu là một cái tổ chức kiểu là đây là tổ chức coi như là phi chính trị, không có chính trị. Đúng rồi, phi chính trị, một tổ không chức tôn giáo, đa tôn giáo. Không phải là không tôn giáo mà đa tôn giáo. Đa tôn giáo. Tôn giáo nào cũng được. Mà rèn luyện cho các em về kỹ năng sống. Dạ, hay quá. Và hướng cho các em về cách sống với môi trường ở ngoài đường và trong xã hội cho nó hòa hợp với nhau. Mà coi như là thay, có thể là thay thế trực tiếp chỉ đạo cho các em, tức là hiểu về cái phương pháp sống đối với phụ huynh và cha mẹ, giúp các em tốt về cái tức là kỹ năng sống. Đúng rồi. Dạ. Về kỹ năng sống. Hay quá. Thế là những cái trang phục này là mình trong câu lạc bộ mình làm hay là như nào? Cái này trang phục này là từ hồi giờ rồi, trước đây rồi. Dạ, từ trước đây rồi. Nên là cháu thích nhất là có cái túi của chú này. Đấy. Hay quá, cái túi này là túi một cái nét rất là riêng biệt của người đồng bào nơi đây nhỉ. Ngự bình này. Đây là đa hết. Đà Lạt đồ đủ hết. Đây Đà Nẵng này, Huế này. Đồng Thành Gia Định này, Đà Lạt này, Vĩnh Tiến này. Thế là đây là tập cho các em các cái kỹ năng. Các em này là kỹ năng rồi đó. Kỹ năng các em sống từ bé. Cái này là cái thế hệ của ngành sói. Và cái này cũng ngành thiếu. Sói là cái văn quạt nó màu vàng. Thiếu là văn quạt nó sạch. Kha là văn quạt dùng để tạo phương tiện cho các em. Tức là các em này sẽ thực hiện vào những giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đúng rồi. Ngoài khi mà đi học nhà trường rồi thì là những cái ngày nghỉ cuối tuần là mình sẽ dạng là hướng kỹ năng chơi. Một ngày chủ nhật thôi ạ. Vui chơi. Tức là nó rõ ràng đây nó không phải là một cái tôn giáo nào cả. Đúng rồi. Mà nó là một cái đa tôn giáo. Tôn giáo nào đi chơi cũng được. Về kỹ năng sống. Và cái này nó có lâu tại Việt Nam chưa? Cái này có lâu rồi chứ, từ năm 1320 mà. Từ năm 30. Từ năm 30 đã có cái này rồi, hướng đạo Việt Nam. Lúc đó là Bác Hồ làm hồi hướng đạo Việt Nam luôn á. Hồi đó là Bác Hồ làm coi như là Bác Hồ mình ấy. Hướng danh dự của phong trào này á. Đấy ạ, là hướng đạo Việt Nam, tức là cái mục đích chính là phong trào giáo dục. Hướng đúng ạ. Giáo dục cho trẻ em. Hỗ trợ cho nhà trường và gia đình. Dạ quá tuyệt vời. Thôi chứ không phải là tức là hỗ trợ, đúng rồi ạ. Mà chúng em trở thành một con người tốt cho xã hội. Đúng thôi. Rồi ạ. Thế em bé này cho chú hỏi một câu được không? Con có biết Vua Hùng không? Biết. Thế Vua Hùng là như thế nào nhỉ? Ở Việt Nam mình nhỉ? Vị vua đầu tiên của Việt Nam. Vị vua đầu tiên. Thế con có biết thủ đô của Việt Nam nó là tên là gì không? Hà Nội. Con đã bao giờ đến Hà Nội chơi chưa? Chưa. Đẹp trai thế nhỉ? Hy vọng là trong tương lai thì con sẽ ra Hà Nội chơi đúng không? Và thăm lăng Bác Hồ nhỉ? Đấy, quá tuyệt vời khi mà cháu là người Hà Nội, cháu vào đây cháu chơi. Vào đây vào Pleiku này. Dạ. Đi chơi thôi hả? Dạ, cháu đi chơi thôi, cháu đi trải nghiệm và ở đây gặp mọi người. Thích đi quá đi. Vâng, đây cháu đi làm về đời sống. Ví dụ là cháu nhìn thấy mọi người như thế này vui mà lại hướng cho các cháu như thế này. Cái này ở phong trào này ngoài Bắc vẫn có đấy chứ. Bởi vì cháu cũng mới về Việt Nam nên là cháu đi nhiều nơi để cháu trải nghiệm và cảm nhận. Đấy. Thế là những cái này là đang những cái này kỹ năng của các em nhỏ về vấn đề truyền tin này, cái này đây là một cách chơi của phong trào này. Dạ. Nhưng mà qua cách chơi này
tạo cho các em sự hiểu biết cái tháo vát, cái thanh nhàn, hay quá hoạt bát, vâng, dạ, tiếp xúc với xã hội mọi người, các em từng biết là tức là như thế nó gọi là kỹ năng, cũng như kiểu con nhà cháu thi thoảng là cho đi các cái ngày nghỉ này cho đi chơi ở những cái trung tâm gọi là có kỹ năng để nó biết con trâu là gì, con bò là gì chẳng hạn, đấy nó phân biệt được. Đấy, tuyệt vời quá. Bạn này đẹp trai thật đấy nha. Đang học lớp mấy? Lớp 7. Con học lớp 7 à? Đấy, đẹp trai thật. Bạn này vẫn hay nhút nhát, hình như chú hỏi hơi nhút nhát đúng không? Bạn này học cấp chắc là học cấp 2 thôi đúng không? Lớp 8 rồi. Lớp 8 thôi ạ. Đấy, hay quá đó. Và bây giờ thì tôi sẽ đi ra ngoài này để quay một cái hoạt động ở đây. À, tức là ở đây người ta gọi là hướng đạo Việt Nam. Như chú ấy nói rằng là không theo bất kỳ một cái tôn giáo nào. Và đây hay quá. Có các bé từ nhỏ này và các bé lớn hơn. Ok. Lần thứ lớp, sau đó Akana sẽ cao nó và cho em mở mắt ra. Cho em bắt em sáng như sao. Và sói con thì mở mắt vĩnh tan. Lúc đó mình thanh lợi mà mình đi săn mồi cùng bài. Và lúc đó là mình phải học buộc nhắc lại lời hứa cho Akana. Hôm nay Akala sẽ cho em được một ít có tháng sau, và Akala mong em sẽ là em sống ngoan và sống để là tình học sinh tốt sau này hả? Rồi. Rồi, chúc mừng soi hôm nay mở mắt bên tai. Rồi, chúc mừng soi hôm nay mở mắt bên tai. Chúng ta cùng làm tiếng reo để mừng ngày hai sói con mở mắt nha. Sói con, xuống bắn. Hừ, tím, tím, tím. Alisa, hức, ala. Api, agam, la, hăng, ca. A, một chỉnh đạo gấu. Ba lù. A, răng thở thọt, xe đa. A, lông ba đen, ba ca ra. A, răng răng, sói già, akala. A, tím, tím, tím. Alisa, hức, ala. Api, agam, la, hăng, ca. Rồi, các em tập trung nghe đây. Chúng ta rất là mừng vì thấy trong đàn hôm nay có em đã hai em đã đạt được hai sao. Như vậy thì đoàn chúng ta rất là nhiều, nhưng mà các anh chị được lên trên phiếu sinh rồi, bây giờ còn lại là em Dương và hai em mới. Như vậy thì trưởng hỏi các em, nhắm mắt lại này, bây giờ nhắm mắt lại này, nhắm mắt là hết. Ngôi sao hôm nay chúng ta nhận có mấy cạnh? Ngôi sao mở mắt bên tay hôm nay chúng ta có mấy cạnh? Em nào nói? Dương. Dương mấy cạnh? Mấy cạnh? Ngôi sao của mình, sói của mình mấy cạnh? Dạ, 7 cạnh. Rồi, đúng đó. Em Trâm mấy cạnh? Trâm mấy cạnh? 6 cạnh. Rồi, rồi em nào nữa đâu rồi? Đây, mấy cạnh? Mấy cạnh mắt xa? Mấy cạnh ngôi sao mình đeo trên đầu mà. Không mở mắt bệnh tai. Trưởng phải hỏi là để xác định đây không phải là ngôi sao năm cánh, mà chỉ có lá cờ quốc kỳ của Việt Nam mình mới năm cánh. Riêng trong ngành hướng đạo chúng ta, khi mà các em được mang 6 cạnh đó, tức là các em đã đạt được sói con mở mắt bệnh tai. Các em nhớ chưa? Chắc không phải là ngôi sao năm cánh. Hôm nay nhân dịp chúng ta có thêm hai sói đã đạt chuẩn,
thì trưởng nhắc về vấn đề vì sao mà chúng ta hướng đạo sinh phải bắt tay trái. Bây giờ trưởng hỏi hai em là các em là hai tay thì tay nào mạnh hơn, tay phải và tay trái tay nào mạnh hơn? Tay phải mạnh hơn không? Tay trái. Như vậy thì tại sao chúng ta phải bắt tay trái? Là vì trong cái đời sống của hướng đạo luôn luôn phải giúp đỡ những người yếu hèn, cho nên cái tay trái chúng ta nó yếu, nhưng mà chúng ta đưa ra bắt để biểu tượng rằng chúng ta luôn luôn giúp đỡ những người yếu hèn. Và tay trái là gần với tim, thành thử đem tất cả những năng lực của mình để truyền cảm hứng cho người khác. Chúng ta phải làm gương sáng, chúng ta phải giúp đỡ những người bạn yếu đuối, những bạn mới vào nè. Đặc biệt là những em hôm nay, phải tập trung hướng dẫn cho các em khác, để chi các em cũng sẽ được sói mở mắt như các em. Các em đã hiểu vì sao mà bắt tay trái chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Dạ hiểu. Bây giờ em mới nhận xong, em hỏi ra, tưởng hỏi là vì sao bắt tay trái, em nói trả lời coi. Tay trái thứ nhất là yếu hơn tay phải, cho nên tay trái là chúng ta sử dụng chào, để tức là dùng tay trái để chào, cũng giống là biểu tượng là giúp, luôn giúp những người yếu hèn, hiểu chưa? Như vậy bây giờ các đúng rồi, cái này nghĩ là một chút sắp vô rồi. Đó, ok chưa? Đau lòng trọng là phải khép lại nha. Rồi các anh bỏ tay. Có biết thủ đô của Việt Nam là gì không? Dạ biết. Con có thể trả lời được không? Dạ là Hà Nội. Hà Nội. Con đã bao giờ đến Hà Nội chưa? Chưa. Tức là con bé quá chưa được đi du lịch ra Hà Nội đúng không? Dạ, nhà con có điều kiện. Nhà con chưa có điều kiện để đi ra hả? Thế con năm nay học lớp mấy rồi? Dạ lớp 5. Con học lớp 5 à? Con có biết Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ của chúng ta sinh năm bao nhiêu không? Dạ không, con chỉ biết sinh ngày sinh tháng thôi. Ngày bao nhiêu? Sinh dạ, ngày 19 tháng 5. Ngày 19 tháng 5. Đấy, bạn kia bạn nhớ ấy. Bác sinh năm 1890, quê ở Nghệ An. Rồi cảm ơn con rất là nhiều. Đây hỏi bạn này bé nhỏ hơn nhá. Em mới đi, con học lớp mấy rồi? 2. Con học lớp 2. Con học lớp 2. Đấy. Dạ con học lớp 2. Thấy chưa? Có các cô các bà dạy cho này nè. Khi người lớn hỏi là mình dạ đàng hoàng. Đấy, bạn này mới đi đúng không? Con cho chú hỏi nhé, con có thuộc 5 điều Bác Hồ dạy không? Dạ thuộc. Rồi con có thể đọc cho quý vị nghe được không? Bác Hồ dạy. 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 2. Học tập tốt, lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Rồi cảm ơn con, quá tuyệt vời, mọi người cho con một tràng pháo tay nhá. Đấy. Và hôm nay chú được hiểu biết được là ở đây là biểu tượng hình con sói đấy, và chú mới đến đây để chú xem đấy. Hướng đạo Việt Nam Gia Lai. Dạ, đây là bài Gia Lai. Gắng sức. Dạ, sói con là phải gắng sức. Sói con phải gắng sức. Dạ, thế thì cho con hỏi một chút được không? Mình sinh hoạt như thế này ấy, thì là mình sẽ thường xuyên dạy cho các con hay là như nào ạ? Dạ, đây là phong trào là của trẻ em, là các sói già đây là người lớn để dạy cho các em về đạo đức, là những kỹ năng sống để mà hỗ trợ cho gia đình giáo dục và học đường. Tức là mình như vậy là mình sẽ có một cái giáo án của bên hướng đạo rồi. Việt Nam. Dạ đúng rồi. Thế thì trong cái giáo án đấy thì mình có kiểu là ngoài trong giáo án đấy ra thì mình có dạy cho các em về những kỹ năng sống hoặc là những cái về vấn đề lịch sử của Việt Nam không? Có luôn anh. Đấy, quá tuyệt vời. Là có từng giai đoạn là mình dạy từng các giai đoạn. Em. Dạ, em đi rồi học nút. Đại học về xem về kho trường tim, về học đạo đức giống như trưởng vừa rồi vừa dạy. Dạ đúng rồi, quá tuyệt vời ạ. Bởi vì vì sao mà em muốn nói đến vấn đề lịch sử, bởi vì mới đây có một cái clip mà em thực hiện tại đây. Các bé học sinh lớp 11, mình không trách các bé được, hỏi ví dụ là anh Hùng Núp là quê ở đâu mà các bé không biết hồn gãi đầu gãi tai. Thì thực ra là mình không trách trẻ con được, mà mình phải nói là vấn đề gia đình và xã hội đấy, mà như thế này là rất là tuyệt vời này. Có các cô như này hướng dẫn cho rất là tuyệt vời. Rồi vàng, cảm ơn cô rất là nhiều, mọi người sinh hoạt vui vẻ ạ. Mà vậy là ở đây có những cái nét sinh hoạt rất là hay, và lần đầu tiên
tôi được biết có những cái nét sinh hoạt mà để các cô người lớn hơn hướng dẫn cho trẻ nhỏ về kỹ năng sống và những câu chuyện. Và qua một lúc giao lưu cùng với hội nhóm Hướng Đạo Việt Nam thì tôi cũng hiểu biết thêm một chút về cái hoạt động của tổ chức này. Hy vọng rằng những tổ chức này thực hiện đúng ý nghĩa thì sẽ rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.